Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin giới thiệu cho quý vị và các bạn cái khiếu kiện quyết định trong lĩnh vực giải quyết đất đai. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quyết định giải quyết tranh chấp đất đai này thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái ví dụ xuyên suốt từ Ủy ban Nhân dân cấp xã cho đến cấp huyện, thành phố và cấp cao. Thưa quý vị và các bạn, nói đúng ra là một cái video tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái đoạn đường rất là dài. Và đoạn đường này là một đoạn đường đi mà văn phòng đã đi với thân chủ của mình trong suốt gần như là 7 năm. Chưa có cái điểm dừng, tuy nhiên rằng tôi muốn quý vị và các bạn theo từng cái giai đoạn thì quý vị và các bạn sẽ nắm bắt được cái hồ sơ của mình, xem coi đâu đó có bóng dáng của hồ sơ của mình hay không. Và đặc biệt nhấn mạnh trong cái vấn đề này, quý vị có được quyền khiếu nại nếu quý vị thấy rằng cái quyền của mình chưa được đáp ứng, chưa được thỏa đáng. Và quý vị cũng có quyền dừng lại nếu như trong trường hợp quyết định cái việc bồi thường hỗ trợ đó nó đúng. Cái câu chuyện của tôi về như thế này. Cách đây thì khoảng 6-7 năm gì đó, tôi đã tiếp nhận một cái hồ sơ, một cái hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai trong lĩnh vực nhà nước quản lý sử dụng thực hiện chính sách đất đai của hợp tác xã. Ông khách hàng của tôi, ba ông có, thôi cứ cho rằng là 1.000. Thì vào những năm 93, 94 gì đó, cũng không phải, vào những năm 85 thì nhà nước đã thực hiện cái chính sách đất đai, đưa đất vào hợp tác xã. Và trong cái quá trình là sau cái ngày giải phóng thì nhà nước đã từng bước làm, và chiến dịch là 5 năm, chiến dịch là 10 năm. Và khi mà vào hợp tác xã thì bố của ông khách hàng của tôi đã đưa đất vào hợp tác xã. Và lúc đó thì làm nông nghiệp, trồng dưa leo, trồng cà bắp, trồng củ cải, trồng các loại. Và một số người ở thành phố, ở thành thị thì đưa vào nông thôn, thì mỗi người 1.000 và 10 người như vậy. Thì trong cái quá trình mà họ ở trên đất như vậy thì những người thành thị thì để đáp ứng cái nhu cầu mà trực canh thì họ cất một cái căn nhà để họ ở. Và cái tất cả những người này được xem là tập đoàn viên, làm chung ăn chung. Và đúng, tôi còn nhớ lúc đó là tôi là thời kỳ mà rất còn nhỏ. Các bạn có thể biết không, tôi nhớ một cái câu chuyện mà đúng thời điểm này, trong cái lúc mà các anh chị em quây quần với nhau đói. Tôi là con út tại cái thời điểm đó. Tôi còn nhớ nạn đói nó phải chín. Nhà tôi ăn cơm trộn với khoai mì. Thì khi mà ăn cơm trộn với khoai mì như vậy thì lúc chiều chiều thôi, 5-6 giờ chiều, bé lắm, khoảng 5-4 tuổi, tôi nói má ơi, để dành cho con một cái điều mà chắc chắn các bạn trẻ ở lứa tuổi mà tôi nói các con tôi nó không thể hiểu được. Và tôi cũng cảm ơn cơ chế thị trường, cho dù nó có xấu, cho dù nó có tốt, tuy nhiên rằng với hàng loạt video này, tôi vẫn trải đến quý vị và các bạn sợ lắm những cái chính sách trước đây mà nhà nước vận dụng. Nếu mà nhà nước không có những cái chính sách đối ngoại, đối với bên ngoài thì chắc chắn hiện tại nó cũng vẫn còn rất là khó khăn. Nhà nước cứ quản về chính trị, nhưng chúng ta vẫn được có những cái cố gắng bản thân mình thì sẽ ăn no mặc ấm. Chúng ta đừng có quá cầu toàn, vì trong một chừng mực nào đó nó gọi là thời kỳ quá độ. Xin phép không nói về chính trị nữa. Thưa quý vị và các bạn, thì trở lại cái người tập đoàn viên kia, họ được cất cái nhà trên phần cái diện tích là khoảng gần 500 m2. Thì khi mà họ cất nhà trên cái phần diện tích 500 m2 này, họ ở. Thì sau đó thì tập đoàn tan rã.
Thì ông khách hàng của tôi, ông đã được hoàn tất cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được nhà nước cấp mà, cấp toàn bộ trên 1.000 diện tích đất này, trong đó có cái phần đất của cái phần mà cái nhà ông Tập Đoàn Phi kia ở. Vào khoảng năm 2000 thì cái người tập đoàn viên kia, cái người mà ở trên đất nhà ông đã khiếu nại, và Ủy ban Nhân dân cấp quận đã có ban hành cái giải quyết khiếu nại. Tôi đã giúp ông bằng cách khiếu nại cái quyết định hành chính này tại Ủy ban Nhân dân cấp quận, và Ủy ban Nhân dân cấp quận này không đồng ý, vẫn giữ nguyên quyết định và ba tiếp tục ban hành cái quyết định giải quyết khiếu nại. Đây được xem là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Ủy ban Nhân dân cấp quận. Nội dung quyết định vẫn thế, bác yêu đọc yêu cầu khởi kiện của vị khách hàng của tôi công nhận phần diện tích cho ông A là 500 m². Không đồng ý với cái quyết định này thì tôi đã khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố nói chung. Thì trong cái quá trình hồi nãy tôi có nói cho quý vị và các bạn, bất cứ mình khi nhận cái quyết định hành chính, khi nhận cái quyết định trao cái quyết định hành chính, thì mình tính từ thời điểm mà mình được cái nơi như là anh Tra này, như là ban bồi thường này, đưa cho mình quyết định hành chính, cái ngày đó được tính là thời điểm bắt đầu mình giải quyết, mình kêu nại, để không mình mất thời hiệu nha quý vị và các bạn. Tôi có một cái hồ sơ mà thưa quý vị và các bạn, tôi cũng không biết như thế nào. Khách hàng ra tôi, khách hàng bảo rằng là bà nhận được cái giải quyết khiếu nại về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên rằng là bà cứ để bà chờ, chờ coi có ai nói gì không. Và cái về mặt mà khiếu nại, khiếu kiện cái quyết định hành chính đó, bà bị mất quyền. Và cái luật tố tụng hành chính thì lại trong thời hạn mà khi quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật là trong thời hạn 1 năm, bà mất luôn 2 quyền. Một cái quyền bên đường hành chính, một cái con đường bên quyền tư pháp, bà mất cả luôn 2 cái quyền này. Và thế là không còn khiếu nại nữa. Và tôi đã chỉ cho bà cái cách khác. Tôi trở lại vấn đề của mình. Sau khi nhận được cái quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Ủy ban Nhân dân cấp quận, thì ông khách hàng của tôi đã cũng cái nội dung đó thôi, là nguồn gốc đất, quá trình quản lý sử dụng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đỏ này, thì cái nhà này nó đã không tồn tại. Sau khi sau thời gian sau thì ông này đã tái chiếm lại rất là nhiều thứ. Thì tôi đã song hành cùng với ông khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Và nội dung của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cũng như vậy luôn, cũng giữ nguyên cái quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp quận. Và tôi đã thêm một cái công đoạn là đi con đường tòa án. Các bạn nhớ nhé, khi đi bằng con đường tòa án thì cái thời hạn để chúng ta kể từ ngày nhận được cái quyết định hành chính cấp tỉnh thì chúng ta sẽ đi khiếu nại trong thời hạn theo luật tố tụng hành chính là 1 năm. Nói đơn giản rằng là quý vị sẽ, và các bạn nếu không đồng ý cái quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, quý vị và các bạn khiếu nại. Nhưng mà nhớ đảm bảo, nói chứ 1 năm nó trôi loa nhanh lắm. Tôi thì tôi làm những cái vụ mà tranh chấp thừa kế, thì trước đây theo cái luật dân sự năm 2005 đó, thì cái thừa kế trong vòng 10 năm. Thì sau khi mà một vài trường hợp thì họ ra văn phòng tôi, họ bảo rằng là ôi em mới thấy có 3 năm, rồi tôi thấy 7 năm mà, mà 10 năm nó trôi qua lúc nào không biết. Nhanh lắm quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn yên tâm, sau khi nhận quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, quý vị lập tức khiếu nại liền đi, để nó không bị mất thời hiệu về khiếu kiện hành chính. Thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đã ban hành cái quyết định thì tôi đã khiếu nại, khiếu kiện trong trường hợp này, khiếu kiện theo quy định tố tụng hành chính tại tòa án. Và tòa án cấp sơ thẩm đã nhận thụ lý hồ sơ và hủy cái quyết định hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ là trong cái quá trình mà giải quyết khiếu nại, hôm nay tôi sẽ nhắc lại cho quý vị và các bạn về cái nội dung. Tại vì người ta bảo rằng cây mỗi hoa nhà mỗi cặp, tôi sẽ hệ thống cho quý vị và các bạn lại hết toàn bộ từ cái dông dài của ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn không đồng ý với một cái chính sách giải quyết đất đai của nhà nước trong lĩnh vực thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong việc giải quyết tranh chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong cái việc bồi thường giải phóng mặt bằng, thì quý vị và các bạn sau khi nhận được các quyết định hành chính thì quý vị và các bạn phải khiếu nại, phải làm cái đơn khiếu nại. Trong cái đơn khiếu nại, quý vị phải ghi rõ được ngày nào tôi nhận được quyết định và tôi đã khiếu nại trong cái thời hạn mà luật cho phép là 30 ngày. Trong cái nội dung đơn khiếu nại, quý vị phải trình bày được lý do đất tôi có giấy này, hay là tôi có cơ sở pháp lý cho là tôi là người chủ quyền, hay là tôi việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng. Trình bày 1, 2, 3 lý do, và cuối cùng quyết định, các bạn quyết định cái gì, tôi khiếu nại cái quyết định với lý do. Cái thứ hai, nếu như trong trường hợp các bạn đã khiếu nại rồi và nhận được trong cái quá trình đối thoại thì quý vị vẫn nhận được cái quyết định hành chính, gọi là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Ủy ban Nhân dân các quận huyện, và không đồng ý, nếu người ta bồi thường hỗ trợ mà nâng giá lên, quý vị đồng ý thì stop nha. Chứ để tránh trường hợp nói là luật sư văn phòng luật sư Gòn Gia Phúc lúc nào cũng mang một cái tính chất gọi là thắng thua, không. Nếu lợi ích của mình bị thiệt hại thì mình phải mạnh dạn. Còn nếu lợi ích của mình có thể dừng lại, có thể hỗ trợ bồi thường thì chúng ta sẽ dừng lại thôi. Tại vì vấn đề nằm ở chỗ mình kiện hành chính, mà hành chính thì có tính chất quyền lực ở trong đó, và chúng ta sẽ phân tích rất là rõ nếu như trong trường hợp chúng ta thấy chúng ta có cơ sở. Và sau khi nhận được cái quyết định khiếu nại lần đầu của Ủy ban Nhân dân các quận huyện thì chúng ta, nếu chúng ta không đồng ý thì cũng lặp lại cái vai trò đó, chúng ta sẽ khiếu nại cái quyết định này, nêu lý do, nêu về nâng cái giá bồi thường hoặc là lý do như thế nào đến Ủy ban Nhân dân cấp thành phố, cấp tỉnh nói chung. Thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sau khi xem xét mời quý vị lên đối thoại, mời quý vị lên xem xét, mời và xem tất cả cái hồ sơ, nếu trong trường hợp chấp nhận thì có thể là hủy quyết định. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ hủy cái quyết định của Ủy ban Nhân dân quận huyện hoặc là giữ nguyên. Nếu trong trường hợp các bạn vẫn không được đồng ý theo cái tinh thần của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì quý vị và các bạn lập tức khởi kiện đến tòa trong thời hạn 1 năm kể từ ngày quý vị nhận được cái quyết định hành chính cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái video tôi nói về thời hạn khiếu kiện quyết định hành chính. Nếu quý vị và các bạn có những cái quyết định hành chính nào đó thì quý vị và các bạn không biết thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi cho chúng tôi bằng cái đường link như thế này. Nhưng mà nói thật với quý vị và các bạn, tôi cũng không có thời gian nhiều. Tôi sẽ cập nhật những cái nào cơ bản nhất và đưa lên Facebook. Tôi sẽ làm những cái danh sách phát vào lĩnh vực hành chính, lĩnh vực hình sự, lĩnh vực hôn nhân và gia đình, và những khiếu kiện và tố tụng mẫu tố tụng ở tòa án, để quý vị và các bạn dễ dàng xem những cái video trong trường hợp của mình. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích thì cho tôi một cái like, hoặc bên cạnh ở phía dưới cái phần YouTube đó nó có một cái chuông, quý vị và các bạn bấm vào cái đó để đăng ký, để quý vị và các bạn không có bị trôi cái hồ sơ. Và tôi xin giới thiệu nha, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái lang thang, những cái miên man, những cái dông dài của luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Xin trân trọng cảm ơn.